khởi tố, bắt tạm giam 21 doanh nhân, góp phơ đánh poker tiền tỷ ở Vĩnh Phúc. Cục Cảnh sát Hình sự, C02, Bộ Công an đã khởi tố bị can. Ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến vụ nhóm góp phơ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi poker tại một khách sạn ở Vĩnh Phúc. Sáng ngày 29 tháng 3, một lãnh đạo C02 cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan vụ nhiều góp phơ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker tại khách sạn Big Star ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Theo lãnh đạo C02, trong số các bị can, 5 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 16 người bị khởi tố tội đánh bạc. Một người còn lại được bàn giao cho cơ quan điều tra của quân đội theo quy định. Lãnh đạo C02 cho biết, trong các bị can có các ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gôn Việt Nam kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội này và Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, C02 cũng xác định ông Trần Anh Linh, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở thành phố Hồ Chí Minh, là người cầm đầu. Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 3, C02 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra khách sạn Big Star, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 22 người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker. Các nghi phạm sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu phỉnh, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan. Theo C02, đây là vụ việc có quy mô lớn và có nhiều người tham gia sát phạt. C02 cho hay, các nghi phạm đều là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Họ tập trung về khách sạn Big Star để chuẩn bị tham gia một giải đấu golf và tổ chức chơi poker thì bị phát hiện.